Chào các bạn, hiện tại tôi đang có mặt ở trên Azimuth 72 Flybridge và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiếc du thuyền dài 72 foot mới này của Azimuth nhé. Đầu tiên là sàn bơi, chúng ta có sàn bơi cũng nâng hạ thủy lực với chiều ngang khoảng gần 5 mét như các du thuyền khác. Chúng ta có cabin thủy thủ ở đây với hai lối vào cabin thủy thủ. Trên Azimuth 72 cabin dành cho hai thủy thủ. Và chúng ta cùng tiến vào phần cockpit phía trên này. Như các bạn thấy là với kích thước 72 feet của mình, Azimuth 72 cung cấp một cái chiều ngang lên đến khoảng hơn 4m8. Chúng ta có một bộ sofa rất là rộng ở đây và cũng rất nhiều khu vực để chúng ta có thể trữ đồ. Ví dụ đây chúng ta có một khu vực nhỏ để trữ neo. Ngoài ra, một bộ sofa dành cho khoảng 8 người. Với kích thước lớn của mình thì Azimuth 72 chúng ta không cần có cái phần vào khoang động cơ. Đường vào khoang động cơ đã được đặt ở phía ngay khoang thủy thủ, khoang của thuyền trưởng. Ở trên này chúng ta hoàn toàn trống lỏng, chúng ta không có những cái nắp lớn để chúng ta mở lên bước xuống khoang động cơ như những du thuyền kích thước nhỏ hơn. Chúng ta cùng tiến vào phía trong. Chiếc Azimuth 72 này được trang bị nội thất với hai màu đối lập. Chúng ta có thể thấy là màu gỗ của sàn sử dụng màu tối tương phản với màu sáng của trần nhà, và nội thất về phía các ghế sofa được sử dụng những cái gam màu ấm, thì nó đem lại những cái phần không gian nó có cái sự hài hòa, nó có cái sự trang nhã ở đây, và đồng thời nó cũng cung cấp cho chúng ta rất là nhiều cái khoảng không ở phía trong này. Các bạn thấy chúng ta rất là dễ dàng, chúng ta hãy ngồi đây, chúng ta ngồi đây, hay là chúng ta ngồi phía bên salon bên kia. Azimuth 72 ở đây để tôi xem thử có được trang bị về cái tivi nâng hạ. Chúng ta hãy cùng xem. Đây chúng ta có phần kệ tivi nâng hạ. Ở đây thì không có trang bị tivi, nhưng các bạn hình dung nếu chúng ta có tivi, chúng ta sẽ sử dụng cái phần tia này và chúng ta nâng hạ cái tivi. Giấu rất gọn gàng mà chúng ta không để lộ dây ra phía bên ngoài. Đây, chúng ta gấp cái phần nắp này lại gọn gàng. Chúng ta có bàn ăn dành cho 6 người. Khu vực bàn ăn, khu vực bếp ở phía bên này. Cái cách bố trí của Azimuth 672 cũng khá giống với Azimuth 66. Chúng ta cũng có khu sofa ở đây, chúng ta có bếp ở phía bên mạng trái và chúng ta có bàn ăn ở phía bên mạng phải. Bàn ăn này các bạn thấy là sử dụng chất liệu là kính cường lực chứ không còn sử dụng gỗ nữa. Điều này cũng tạo ra một cái điểm nhấn. Và nếu các bạn dễ dàng thấy ở đây thì cái phần bếp ở đây không sử dụng gỗ nhiều. Chúng ta đã có những cái phần trang trí, phần kết cấu bằng đá hoa cương, sử dụng kim loại tạo nên không gian màu sáng nó đối lập với những không gian bên trong, nó tạo nên một nét hài hòa. Chúng ta có đầy đủ gỗ, da, đá hoa cương, kim loại và kính. Các bạn thấy khu vực bàn bố trí rất nhẹ nhàng. Chúng ta có một cái ghế dự phòng ở đây và có thể ngồi được khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 người. Thôi là 8 người chúng ta có thể ngồi ở đây được. Khu vực bếp cũng không có gì khác so với những chiếc Azimuth khác, rộng rãi hơn, vẫn sử dụng đồ nội thất của Miele. Một số khu vực giấu như chúng ta có tủ lạnh khá lớn ở đây, các bạn thấy là khu vực tủ lạnh ở đây. Đây chúng ta có một cái tủ lạnh, tủ làm đá khá lớn, khoảng 150 lít cho cái tủ lạnh này và đủ cho những chuyến đi xa. Sau đó chúng ta sẽ có khu vực bếp nấu. Ở đây chúng ta có bếp nấu cũng Miele, bổ một nấu, bồn rửa cũng được che phía dưới này. Và thấy là khu vực bếp khá là rộng rãi chúng ta, nhưng mà tôi rất thích cái bếp của Azimuth 66 cũng như 72. Chúng ta ở đây, chúng ta dùng nấu đồ ăn xong, chúng ta có thể vừa phục vụ đồ ăn ở phía này và chúng ta có thể vừa phục vụ đồ ăn sang phía này. Chúng ta không phải di chuyển quá nhiều mà chỉ cần một người để có thể thao tác được những cái phần bếp này, chúng ta không mất rất nhiều công sức. Ở đây chúng ta có một cái cửa này dành cho thuyền trưởng khi chúng ta điều khiển. Chúng ta chưa sử dụng cửa này để chúng ta mở cửa ra phía bên ngoài. Đây nắm cửa này như đã bị khóa. Ở đây các bạn hình dung nó có một cái cửa ở đây, khi chúng ta neo đậu vào cảng thì thuyền trưởng không cần phải đi tới đi lui ở phía khu vực này để mà quan sát chiếc tàu, thì nó rất là khó chịu cho những khách bị khách ngồi đây. Chúng ta chỉ cần mở cửa này ra, đẩy cửa này ra và chúng ta sẽ bước ra phía bên ngoài dễ dàng. Tương tự ở phía bên
này chúng ta cũng có một cái cửa sổ để chúng ta thoát hơi khi nấu đồ ăn. Đây. Đấy. Chúng ta có thể thoát hơi. Ở đây chúng ta cũng có trang bị máy hút khói. Máy hút khói kèm với bộ thoát hơi đây thì đảm bảo là 100% mùi đồ ăn sẽ không còn ở trên cái bon thuyền của chúng ta. Và đây là một trong những điều mà làm cho nhiều chủ nhân du thuyền khá là khó chịu. Khi các bạn có tưởng tượng chúng ta ngồi đây và mùi đồ ăn, mùi thịt, mùi cá nó không thoải mái chút nào. Và Azimut đã giải quyết vấn đề này bằng máy hút khói và cả một cửa sổ thông gió phía bên ngoài. Cũng không có gì nhiều để nói về trạm lái, vẫn giống như những cái chiếc thuyền Azimut khác. Chúng ta có hệ thống điều khiển toàn bộ cabin ở đây. Chúng ta có phần điều khiển động cơ, chúng ta có phần điều khiển động cơ đẩy, các nút chức năng. Bộ skipper chúng ta có một cái đồng hồ điện ở đây. Và đây là một option cực kỳ hữu dụng cho những chủ nhân chúng ta đi trên biển. Các bạn thấy là ở đây có một đồng hồ của skipper. Bộ skipper này sẽ giúp cho chúng ta ổn định thân thuyền khi chúng ta đi trên biển, sóng đánh vào mạn thuyền. Skipper sẽ giúp cho chiếc thuyền chúng ta cân bằng và tránh cái sự chao đảo của mạn thuyền. Đây là một option đắt tiền nhất, khoảng 130.000 euro trên Azimut 72. Và chúng tôi khuyên nếu những chủ nhân chúng ta sử dụng du thuyền đi chơi xa, ví dụ như đi Phú Quốc, Côn Đảo, thì hãy nên trang bị bộ skipper này. Cũng không có gì để nói nhiều về khoang điều khiển. Tất cả mọi thứ đều nhìn rất là hiện đại, cũng được trang bị giống như các Azimut khác. Ở đây chúng ta cũng có một khu vực khác ngồi uống cà phê, uống trà. Tôi rất thích khu vực này, vì nếu bạn là tưởng tượng bạn là những cái chủ nhân của du thuyền, buổi sáng bạn thức dậy rồi bạn ngồi đây, bạn thưởng thức buổi sáng, bạn ăn sáng, bên cạnh kia là thuyền trưởng có thể điều khiển ở đây hoặc trên flybridge, và bạn luôn có thể biết là chúng ta đi đến đâu, chúng ta cần đứng dậy, ok, gần đến nơi chưa. Và cảm giác giống như là chúng ta đang ngồi ở vị trí điều khiển của chiếc thuyền bằng chiếc bàn uống cà phê này. Và chúng ta hãy cùng tiến xuống khoang bên dưới của Azimut 72. Với thiết kế của mình, Azimut 72 cũng mang lại 4 cabin khá rộng rãi. Đầu tiên chúng ta hãy tiến vào cabin VIP. Đây là cabin VIP của Azimut 72. Cũng được trang bị rất nhiều những cái tiện nghi. Phần tường ốp gỗ. Ốp sẽ là các bạn phần tường bọc lớp da, bọc lớp simili. Vất vả để cảm thấy là cái không gian nó không có bị quá lạnh, nó tạo những cái độ ấm trong không gian. Phần cửa tủ cũng tối giản hóa những cái tay nắm tương tự khác, rất dễ dàng chúng ta mở ra thế này, đóng lại, chúng ta dùng một ngón tay đẩy cửa ra, đóng lại vô cùng dễ dàng. Ở đây chúng ta cũng có một số cái hộp để đồ khác ở đây. Cửa sổ cửa lấy gió lớn. Ở đây chúng ta cũng có một số khu vực đựng đồ phía dưới giường như thế này. Đây, cái phần đỡ thủy lực làm rất tốt, chúng ta rất là nhẹ nhàng nâng lên, chúng ta hạ xuống không hề nặng nề một chút nào cả. Nhà vệ sinh của Azimut 72 trên cabin VIP. Đây chúng ta có phần nhà vệ sinh với bồn tắm đứng riêng biệt. Tiếp tục chúng ta đến khoang khách. Chúng ta có hai cabin khách ở đây. Cabin khách đầu tiên nhỏ. Và đây là một cái cabin khách của chúng ta. Các bạn thấy là mặc dù cabin khách nhưng vẫn trang bị một cái giường đôi, vì chúng ta có kích thước chiều ngang của thuyền lớn hơn. Ví dụ trên Azimut 66 thì đây sẽ là hai giường đơn, nhưng ở trên Azimut 72 thì chúng ta có một cái giường đôi và không gian rất là rộng rãi. Sử dụng nhà vệ sinh ở đây, cửa vào phía bên này. Đây là cửa vào phía bên nhà vệ sinh mà chúng ta sử dụng chung nhà vệ sinh với lại cabin khách phía bên này. Ở đây chúng ta có một cabin khách thứ hai. Chúng ta có một cái cabin khách thứ hai ở đây. Cabin này cũng có nhà vệ sinh riêng ở phía trong này. Đây, cabin này thì chúng ta có hai cái giường đơn, cũng rất là rộng rãi và không gian. Các bạn thấy là cái không gian ở trong này, tôi cao khoảng 1m65 và trong không gian này một người cao khoảng 1m9, tôi nghĩ cũng dễ dàng là đứng vào không gian này, không hề chật hẹp một chút nào, cũng có khu vực vệ sinh riêng của mình. Và chúng ta đến với cabin chủ nhân.
cái pin chủ nhân ở trên Azimuth 72. Vì kích thước 72 feet cho phép cabin chủ nhân rộng hơn tất cả những cái du thuyền cùng cỡ khác. Các bạn thấy là đầu nằm thì vẫn bố trí dọc theo hướng thuyền. Và chúng ta có một điểm đặc biệt nữa, đó là những cái khu vực vệ sinh hay là những cái khu vực cá nhân thì đã được đưa gọn đến phía sau đầu nằm. Nói chung cũng có một số chỗ để quần áo. Trong đó một cái chiếc gương soi toàn thân ở đây. Chiếc gương này cũng là một cái khu vực để mà để đồ ở đây. Rất nhiều hộc để đồ. Ở trên đây thì có một cái phụ kiện của một cái hãng, để tôi xem đây là hãng Technomonster, là hãng chuyên sản xuất cái vali chống đạn. Đây dùng cho những cái chủ nhân thích sưu tập đồng hồ. Những chiếc đồng hồ ở trong này có giá vài trăm ngàn đô la, chúng sẽ để trong cái hộp cái vali chống đạn thế này. Phía sau là khu vực vệ sinh, cũng là bàn trà dành cho hai người. TV thì được giấu gọn ở phía sau tấm kính và còn kèm theo rất nhiều hộc để đồ ở đây. Tôi đang có mặt ở phía bên hông mạn thuyền của Azimuth 72. Và chúng ta hãy cùng ra tiến ra phía trước mũi thuyền. Các bạn thấy là lối đi ở bên hông rất rộng. Thay vì chúng ta có những cái bậc, ví dụ như những Azimuth 66 hay là Azimuth 560, chúng ta có cái bậc thang ở ngay phía này. Nó sẽ có một cái bậc thang lên. Ở đây Azimuth 72 chúng ta hoàn toàn phẳng. Và triết lý thiết kế của các hãng du thuyền là cố gắng làm sao không gian càng phẳng càng tốt. Nếu trên một chiếc du thuyền bạn không thấy nhiều bậc thang, có nghĩa chứng tỏ việc thiết kế được rất là chú trọng khi chúng ta sửa thiết kế thân thuyền. Phần lối đi mạn thuyền vẫn được ốp gỗ tách. Và nếu các bạn thích, bạn có thể để trắng cái phần này bằng plastic. Nhưng chúng tôi khuyên là chúng ta nên ốp gỗ tách để cho chiếc du thuyền chúng ta cảm thấy sang trọng hơn. Cửa sổ lớn ở đây. Thiết kế rất đặc trưng của Azimuth đang lao về phía trước. Các bạn thấy là cái phần cửa sổ ở đây có cái phần bầu lớn như thế này. Thực ra phần kính ở đây có tác dụng đó là làm tăng vẻ thẩm mỹ của chiếc du thuyền, vì ở phía này là chúng ta đang ngồi rồi. Ở phía trong là tựa lưng của phần sofa, nhưng ở phía ngoài vẫn trang bị một tấm kính để khi chúng ta nhìn từ phía ngoài vào là thì kích thước của chiếc du thuyền cảm thấy lớn hơn. Ví dụ các bạn nhìn phía bên trái tôi là Azimuth 80 cũng được trang bị một tấm kính rất lớn ở phần giữa thuyền. Các bạn thấy không? Thì nó làm cho cả chiếc thuyền cảm thấy rất là dài và cảm thấy rất là hoành tráng khi chúng ta đi trên biển. Chúng ta cùng tiến ra phần mũi thuyền. Trên Azimuth 66 hay các Azimuth khác thì phần mũi thuyền này đã rộng. Còn trên Azimuth 72, phần mũi thuyền ở đây chúng ta lại càng rộng hơn nữa. Đệm tấm nắng này chúng tôi không biết là có thể nằm được bao nhiêu người, vừa có thể 5 tới 6 người nằm ở trên cái đệm tấm nắng này. Hoàn toàn rất là dễ dàng, rộng rãi. Phần mũi ở đây cũng chỉ có neo, cái nút tời neo. Đây toàn bộ khu vực này, và tôi nghĩ khu vực này có thể phải rộng đến khoảng 15 mét vuông, khoảng 15 tới 20 mét vuông cho toàn bộ khu vực ở phía trần mũi thuyền này. Vì đây là một trong những khu vực được các chủ nhân ưa dùng nhất khi chúng ta sử dụng du thuyền. Vì vậy trên Azimuth khu vực này luôn là một khu vực rất được chăm chút. Ốp gỗ toàn bộ phần mũi thuyền. Tôi sẽ đi sang phía bên này. Ở đây chúng ta có một cái bộ sofa để ngồi cũng rất rộng rãi. Nếu các bạn thích, các bạn có thể chọn option là một cái máy bật lên, một cái máy che. Ví dụ như bên chiếc Azimuth 80 chúng ta có máy che option ở đây. Khi chúng ta dừng thuyền lại, chúng ta có thể ngồi ở khu vực này để mà tán gẫu hay là để tắm nắng. Và nếu chúng ta chị em chúng ta ngại nắng, chúng ta có thể bật cái máy che lên. Các bạn thấy là chúng tôi đang ở cái phần mũi này, cũng vô cùng rộng rãi và tầm nhìn rất tuyệt vời. Khi chúng ta ở đây, chúng ta nhìn thẳng ra phía trước. Ngay bây giờ chúng ta hãy đi một vòng xung quanh cái phần thân thuyền ở phía bên mạn trái và chúng ta lên bon flybridge. Lối đi này, cầu thang cũng chỉ có một bậc lên ở phía mũi. Ở đây thì cái phần thành này mặc dù thuyền flybridge nhưng phần chắn bên hông đây cũng rất cao. Và nếu chúng ta có em bé thì chúng ta cũng có thể yên tâm khi có em bé chúng ta chơi ở cái phần mạn trắng này. Các bạn thấy rất là mạn trắng ở đây rất cao. Chúng ta cùng tiến lên phần flybridge của Azimuth 72. Chúng ta cùng ra phía sau phía trước. Ra phía sau phía trước mình thấy rất nhiều thứ thể trang bị ở đây. Bạn thể trang bị những cái bóng tập thể dục như thế này. Chúng ta tập thể dục đây. Hay bạn có thể trang bị ghế tắm nắng, ghế sofa. Thậm chí chúng ta nếu chúng ta muốn ở trên cái thước này chúng ta sẽ có cần gẫu, thì chúng ta cẩu thêm được một chiếc xuồng máy đặt gọn gàng ở đây, hoặc là hai chiếc jet ski đặt ở đây.
chúng ta vẫn còn không gian vô cùng rộng rãi. Ở đây thì trang bị một ghế sofa. Khu vực này nếu mà chiếc thuyền di chuyển thì rất tuyệt để chúng ta tắm nắng. Bên đây thì chúng ta vẫn có một bộ sofa rộng rãi, bàn ăn dành cho khoảng 8 người. Ở đây vẫn có những cái option về lò nướng. Chúng ta có lò nướng ở đây. Chúng ta có bồn rửa. Đây là khu vực để đồ phía bên dưới. Chúng ta có máy làm đá. Và đây là tủ lạnh. Những option này đều được trang bị để chúng ta có thể có những cái bữa tiệc nướng ở phía trên Von Flybridge này. Hãy cùng xem một chút về trạm lái. Vẫn được trang bị gói Raymarine vàng, rất nhiều các thông số kỹ thuật tương tự như ở phía bên dưới trạm lái chính. Trạm lái trên Flybridge vẫn đầy đủ những cái chức năng như vậy. Và bạn hãy tưởng tượng chúng ta ở đây, đứng ở phía trên khu vực này và điều khiển một chiếc thuyền dài 24m đi phía xa. Tầm nhìn phía trước rất rộng, rất cao, mặc dù tôi cũng không phải là cao lắm. Tôi có thể đứng điều khiển dễ dàng hoặc tôi có thể ngồi như thế này khi chúng ta điều khiển tàu. Và khi chúng ta đặt hành trình, bạn xoay sang đây, ngồi nói chuyện với bạn bè. Chúng ta ngồi thư giãn, chúng ta ngồi ăn tiệc nướng. Và nếu chúng ta đưa thuyền vào bến, chúng ta phải đứng thế này. Đây là một khu vực cực kỳ tuyệt vời, chúng ta điều khiển con thuyền. Và Azimuth 72 ra đời thay thế cho chiếc Azimuth 70. Ở Việt Nam thì chúng tôi đã có dịp trải nghiệm Azimuth 70 của một khách hàng Việt Nam. Azimuth 72 là phiên bản mới hơn, với nhiều thiết kế đột biến hơn, với layout mới, cung cấp động cơ mới và vẫn giữ nguyên truyền thống của Azimuth, đó là Bon Flybridge rất rộng. Đây sẽ là một chiếc du thuyền phù hợp cho những chủ nhân chúng ta có nhu cầu đi chơi xa ở trên những quãng đường dọc bờ biển Việt Nam.